Mọi người, hôm nay mình sẽ nói về phần dinh dưỡng học và sẽ cho mọi người thấy rằng nếu chúng ta ăn thuần thực vật vẫn đủ chất chứ không có thiếu chất. Nếu chúng ta biết cách ăn uống, những chất gì trong động vật có là trong thực vật vẫn có, cũng có đầy đủ hết. Mà nếu chúng ta ăn thuần thực vật càng tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn. Thí dụ như nhà mình đây đã ăn uống thuần thực vật được khoảng 1 năm theo phương pháp dưỡng sinh, ăn gạo lứt thay cho gạo trắng, thấy sức khỏe cũng rất tốt và dẻo dai. Tối mình ngủ khoảng 10 giờ, sáng khoảng 4-5 giờ thức, rất là tỉnh táo, khỏe khoắn. Chúng ta nên tập thói quen ngủ sớm thức sớm sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn. Bởi vì theo đồng hồ sinh học của con người là ban đêm là phải ngủ, ban ngày là phải thức hoạt động. Còn những ai hoạt động về đêm mà ngủ ngày rất là có hại cho sức khỏe. Cái đó là phản lại đồng hồ sinh học, quy luật tự nhiên của con người. Ví dụ như giới ca nghệ sĩ thường hay hoạt động vào đêm, ăn đêm, thức khuya và ngủ ngày nên họ thường sức khỏe không tốt và dễ bệnh. Rồi, các bệnh thiếu vitamin và khoáng chất thường gặp. Bệnh thiếu vitamin A là nghĩa là một tình trạng bệnh lý gây giảm một số chức năng của cơ thể, bao gồm chức năng thị giác tăng trưởng, biệt hóa tế bào miễn dịch sinh sản do thiếu retinol, một chất được cung cấp chính vào đường thực phẩm. Lâm sàng vitamin A nhẹ gây giảm phát triển cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng do giảm sức đề kháng. Triệu chứng thiếu vitamin A đã được tổ chức y tế thế giới phân loại như sau: quáng gà là biểu hiện sớm nhất của thiếu vitamin A, đây là biểu hiện giảm thị lực trong điều kiện thiếu ánh sáng. Và bị tốt là những đám tế bào biểu mô kết mạc bị khô dày lên, sừng hóa và bong vảy, thường có hình tam giác như bọt xà phòng, hay gặp ở kết mạc chỗ sát lìa giác mạc, khô giác mạc. Giác mạc trở nên mức độ bóng sáng mờ đục như làn sương mù, có thể sần sùi, giảm cảm giác của giác mạc. Loét nhuyễn giác mạc là sự mất đi tổ chức một phần hay tất cả các lớp của giác mạc. Sẹo giác mạc do khô mắt là di chứng sau khi bị loét giác mạc, tùy theo vị trí và mức độ sẹo, sẹo lồi hay dúm sẽ ảnh hưởng đến thị lực và gây mù không hồi phục. Tổn thương đáy mắt do khô mắt là tổn thương của võng mạc do thiếu vitamin A, đây là biểu hiện của tình trạng thiếu vitamin A mãn tính. Rồi, điều trị thì cho uống vitamin A liều cao mỗi tháng nếu mà ở trẻ. Còn nguồn thực phẩm là để cung cấp vitamin A cho chúng ta là từ nguồn động vật là thịt cá, trứng, sữa, bơ động vật chứa vitamin A dưới dạng retinol. Còn nguồn thực vật rau củ quả màu vàng đỏ, rau màu xanh đậm trong thực vật chứa tiền chất vitamin A caroten, và khi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A với tỷ lệ 12:1 đối với trái cây chín, 22:24:1 đối với rau xanh. Và trái cây mà nhiều vitamin A nhất chính là cà rốt. Và vitamin A được tích trữ trong gan chúng ta, vitamin A ta trong dầu nên khi cung cấp qua thực phẩm cần một lượng chất béo kèm theo để thuận lợi cho hấp thu và chuyển hóa. Rồi, đến bệnh thiếu vitamin D là một tình trạng bệnh lý gây suy giảm đến chức năng chuyển hóa calcium trong cơ thể do thiếu calciferol. Vitamin D một loại vitamin tan trong dầu được cung cấp chính qua tiếp xúc da với ánh nắng mặt trời và từ một số thực phẩm. Khi ăn uống thì ta hấp thu được vitamin D rất ít. Trên da chúng ta có tiềm vitamin D. Nếu chúng ta muốn có vitamin D thì cách tốt nhất là ra phơi nắng vào mỗi buổi sáng. Phơi nắng trước 8 giờ và phơi nắng mỗi buổi chiều 30 phút. 30 phút sáng, 30 phút chiều. Bởi vậy cho nên những người mà ở trong bim, trong mát suốt ngày thì thường những người đó xanh xao vitamin D. Còn những người chơi thể thao, vận động ngoài trời thì được hấp thu vitamin D nên nhiều, là những người đó sức khỏe tốt hơn, không xanh xao. Do mẹ ăn uống thiếu thốn còi xương ở trẻ em, bệnh còi xương bào thai nguyên nhân do mẹ uống thiếu thốn hay không ra nắng trong thời gian mang thai, nhất là khi mang song thai đa thai.
lâm sàng trước sinh thai cơ động yếu. Phần này không quan trọng, nguyên nhân thôi. Bệnh còi xương sớm ở trẻ 6 tháng, bệnh còi xương cổ điển ở trẻ trên 6 tháng. Khi phụ nữ mang thai là tốt nhất là chúng ta nên cho phụ nữ đi phơi nắng mỗi ngày. Con nít cũng nên cho phơi nắng để được hấp thu vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Nhưng mà một số người thì sợ đen nên không dám ra nắng. Ra nắng che chắn rất là kỹ. Nếu chúng ta phơi nắng thì chúng ta ra nắng lúc mà trời còn chưa có nắng nhiều. Còn nếu mà ra nắng mà lúc mà giữa trưa thì tất nhiên là lúc đó thì nắng quá không tốt, ra nắng vào sáng sớm thôi. Mình xin còn để rồi. Các sẽ giảm nhiệt huyết và giảm cận lâm sàng X-quang. Rồi. Loãng xương người trưởng thành. Đau xương thường vùng xương, chịu tải của cơ thể, còi xương, dụng vitamin D, liệu. Rồi phòng, phơi nắng, uống bổ sung vitamin D. Thực phẩm. Rồi, nguồn thực phẩm mà đã có vitamin D là ánh nắng mặt trời cung cấp 80% nhu cầu vitamin D hàng ngày bằng cách chuyển hóa tiền vitamin D có dưới da thành vitamin D. Thực phẩm cung cấp 20% nhu cầu ngày, một số thực phẩm giàu vitamin D như sữa, gan, lòng đỏ, trứng, bơ, mỡ cá. Mà cái này là theo quan điểm của Tây y thôi. Thật ra chúng ta chỉ cần phơi nắng là tốt rồi. Còn 20% này là không quan trọng. Bởi vì sữa bò là chúng ta uống nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Sữa bò bây giờ đã được chứng minh, khoa học chứng minh là nếu càng uống là càng sẽ càng loãng xương, chứ không phải là tốt cho xương. Bởi vì theo thống kê là người Mỹ, ở nước Mỹ là nước tiêu thụ sữa bò lớn nhất thế giới, nhưng mà lại là nước có tỷ lệ loãng xương cao nhất thế giới. Bệnh thiếu vitamin B1. B1 tình trạng bệnh lý gây ra do nhiều thiamin, là một loại vitamin tan trong nước, có nhiều trong phần ngoài và phần mềm của ngũ cốc. Sự thiếu hụt này gây suy giảm chức năng chuyển hóa carbon hydrate và giảm quá trình sản xuất và quá trình sản xuất giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, thymidine, trong cơ thể. Nguyên nhân thiếu hụt thường gặp nhất là do chế độ ăn không cung cấp đủ nhu cầu vitamin B1 hàng ngày. Triệu chứng lâm sàng bệnh bắt đầu bằng các triệu chứng kín đáo. Trước tiên có thể thấy kém ăn, khó chịu, đi lại khó vì chân yếu và nặng, đôi khi có phù nhẹ ở các chi và mặt, thường đánh chóng ngực và đau vùng trước tim, mạch hơi nhanh, có cảm giác đau ở các bắp chân và tê ở các chi, phản xạ gân xương thường giảm, đôi khi tăng. Tình trạng trên có thể kéo dài cuộc sống và lao động tuy có vẻ bình thường nhưng năng suất kém, bất kỳ lúc nào cũng có thể chuyển sang các thể nặng hơn. Ba thể lâm sàng: thể ướt thường là viêm cơ tim, thể khô bệnh cảnh chính là viêm và liệt đa dây thần kinh ngoại vi, đây là khó khăn. Rồi, đau các chi, phản xạ gân xương giảm, thể Berry trẻ em, thể suy tim cấp, thể mất tiếng, thể giã màng não. Ở kinh điển, thể cấp tính có thể suy tim nhanh chóng, đứa trẻ có thể tím tái, co giật, khó thở, hôn mê và tử vong. Thể này hay gặp ở trẻ em. Rồi, bắt đầu điều trị ngay vitamin B1. Nếu trong ăn uống chúng ta chỉ cần ăn nguồn thực phẩm là ăn gạo lứt, gạo không chà trắng là chắc chắn có vitamin B1. Thực phẩm họ đậu, rau đậu, ăn cả vỏ ngũ cốc thô, gạo lứt, lúa mì, lúa mạch. Còn nếu ăn gạo trắng chắc chắn chúng ta sẽ bị thiếu vitamin B1.
Rồi, tới bệnh thiếu máu dinh dưỡng. Định nghĩa là tình trạng bệnh lý xảy ra khi hàm lượng hemoglobin trong máu xuống thấp hơn bình thường do thiếu một hay nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tạo máu, bao gồm chất sắt, axit folic và vitamin B12 do thiếu cung cấp qua chế độ ăn. Chứng lâm sàng. Triệu chứng thường nghèo nàn lặng lẽ bao gồm mệt mỏi, mất ngủ, kém tập trung đối với trẻ em, nhận thức chậm, trí nhớ kém trong lớp hay gật ngủ gật. Khi bị thiếu máu nặng, hoa mắt, chóng mặt, khó thở, khi lao động gắng sức dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, khám da xanh niêm nhợt, mắc lợi, móng tay hình khum, hình thè, đầu lưỡi có một đám những hạt sắc tố đỏ sẫm, lòng bàn tay nhợt nhạt. Mà chẩn đoán nguyên nhân thiếu sắt. Thiếu máu và thiếu vitamin B12 và axit folic. Bắt đầu điều trị bổ sung sắt ở người lớn 50 đến 25 20 mg sắt nguyên tố trên ngày, ở trẻ em liều điều trị 3 đến 6 mg sắt nguyên tố trên kg trên ngày. Rồi, bổ sung axit folic liều 1 mg trên ngày trong 2 đến 3 tuần, bổ sung vitamin B12 ngoài thực phẩm. Sắt có nhiều trong thức ăn, có nguồn gốc động vật. Trong thực vật như nấm mèo, nấm hương, cơm dừa, đậu nành, mè, rau câu, cành tây, rau đay, đậu trắng hạt, hạt sen khô, đậu đen, rau dền, chứa các loại sắt. Thường hấp thu và chuyển hóa kém hơn sắt hèm. Trong thực vật thì sắt không hèm. Nhưng nói chung là vẫn đủ. Nếu chúng ta biết ăn chay đúng cách vẫn đủ, không có thiếu. Nếu ăn gạo lứt đỏ, gạo đỏ vẫn bổ máu, vẫn có sắt. Rồi bổ sung những loại hạt, hạt sen, đậu đen, đậu nành này kia. Rồi vitamin B12 có nhiều cho thực phẩm, có nguồn gốc động vật. Trên thực tế thiếu vitamin B12 do thiếu cung cấp thường ít. Chuyện hay gặp nhất trên người có bệnh lý dạ dày làm giảm yếu tố nội tạng gây giảm hấp thu B12. Axit folic còn gọi là vitamin B9 có nhiều trong các loại rau xanh đậm. Rồi, hấp thu, chuyển hóa và sử dụng B12 và axit folic thường liên quan chặt chẽ với nhau, nên cần bổ sung đồng loạt cả hai chất này. Rồi, ăn rau xanh đậm là sẽ có đủ, không sợ thiếu. Thực tế, nếu mà thiếu rau củ quả mới bệnh chết, còn thiếu thịt cá thì cái đó chỉ là phần phụ thôi. Các rối loạn do thiếu iốt. Định nghĩa là một số bệnh lý gây suy giảm chức năng tuyến giáp do thiếu cung cấp iốt là một nguyên liệu trong tổng hợp hormone giáp. Thiếu iốt thường do thiếu cung cấp qua chế độ ăn, thể lâm sàng và triệu chứng. Thiếu iốt trong thời kỳ mang thai, sảy thai tự nhiên, thai chết lưu, đẻ non. Khi thiếu iốt nặng, trẻ sinh ra có thể bị đần độn với tổn thương não vĩnh viễn. Trẻ sơ sinh có thể có các khuyết tật bẩm sinh như liệt tay hoặc chân, nói ngọng, điếc, câm, mắt lác. Thiếu iốt trong thời kỳ thiếu niên gây ra bú giáp, chậm phát triển trí tuệ, chậm lớn, nói ngọng, nghểnh ngãng. Trong một số trường hợp, trẻ sẽ bị đần độn, liệt cứng hai chân. Thiếu iốt ở người lớn gây ra bú giáp, mệt mỏi, không linh hoạt, thiếu năng lượng, giảm khả năng lao động. Hoặc là điều trị sử dụng muối iốt, hàm lượng muối iốt từ sản xuất. Nguồn thực phẩm, hải sản tươi và rau quả trồng ở vùng đủ iốt. Đó. Chất nào là trong thực vật, rau quả cũng có hết. Rồi, qua bệnh thiếu kẽm. Định nghĩa là một tình trạng bệnh lý gây suy giảm nhiều chức năng của cơ thể như miễn dịch, tăng trưởng hệ tiêu hóa, hệ sinh dục, hệ thần kinh, hệ da do thiếu cung cấp chất kẽm qua chế độ ăn. Triệu chứng lâm sàng thiếu kẽm nặng biểu hiện đặc trưng bởi các tổn thương điển hình: viêm da, dày sừng, sạm và bong da mặt ngoài hai cẳng chân, vảy cá, hói, loạn dưỡng móng, móng nhăn, có vệt trắng, chậm mọc, khô mắt, viêm quanh hậu môn âm hộ, tiêu chảy, tăng nhạy cảm đối với bệnh nhiễm trùng, gây ra nhiễm trùng tái diễn, kích thích thần kinh, rối loạn nhận thức, mắc chứng ngủ liệm, chậm phát triển tâm thần vận động, chậm phát triển giới tính, giảm năng tuyến sinh dục, ít tinh trùng, bệnh bất lực, suy dinh dưỡng nặng, chứng lùn. Cận lâm sàng kẽm huyết thanh, phốt phát kiềm. Ồ.
bắt đầu điều trị cho em 1 đến 1.1 mg trên 1 kg trên ngày, người lớn 50 đến 100 mg trên ngày, thuần thực phẩm. Kẽm có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc động vật, thịt gia súc, gia cầm, cá, tôm, cua, sò, hàu, thực vật. Thực phẩm thực vật thường chứa ít kẽm trừ phần mầm của các loại hạt. Đó. Khi cung cấp kẽm lưu ý kèm theo vitamin C để hỗ trợ hấp thu. Nên nếu chúng ta ăn đậu mà có mầm là sẽ có kẽm, không sợ thiếu. Nói chung nếu chúng ta biết cách ăn là sẽ đủ chất, không không bây giờ mà sợ thiếu chất. Ăn thuần thực vật vẫn tốt, không sợ thiếu. Rồi. Mà còn có lợi cho sức khỏe hơn về lâu dài. Và cuộc sống chúng ta còn đơn giản hơn, không quá phụ thuộc vào thịt cá, trứng, sữa. Rồi. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye. Lần tới mình sẽ nói về những đề tài khác.